Theo tính toán, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già vào năm 2036. Hiện nay, nước ta đang có hơn 13 triệu người cao tuổi, trong đó một nửa vẫn đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất kinh doanh. Năm 2023, có 455.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, hơn 321.000 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện hơn 10.000 tỷ đồng, hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp, chuyển đổi việc làm sẽ vừa đóng góp cho kinh tế đất nước, vừa giúp người cao tuổi có cuộc sống vui, khỏe, ý nghĩa.